cho nó xuống tí xíu đi anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngọc ơi, em quay mà. Từng bước chân âm hầm. Cái máy em đâu ta? Coi chừng rớt nha. Ủa, cái túi anh đâu? Hết rồi. Lấy giùm anh cái túi. Lúc anh dớ. Cái này nó hẹp hơn. Cái kia cái bề ngang đó là xe tải nó chạy được mà. Quay lại Ngọc. Đây là Bạch Ngọc đi qua cầu kính Bạch Long. Bạch Long qua cầu kính Bạch Long. Cầu kính Bạch Long là được Guinness ghi là đây là diễn viên điện ảnh ở Bến Tre mới được điều lên phía Bắc. Chào chị Tư. Chị Tư ở Quảng Ngãi mới vô hả? Mới vô chưa. Thô không? Chị Tư có khỏe không? Nè, mẹ có ngồi xuống không? Ngồi chùm hổm xuống. Kiếm chỗ nào đẹp đẹp. Đây, đây nè. Chỗ cái hoa kìa nè, cái chỗ cái này làm gì? Cái chỗ có cái hoa đó đó, đẹp đó. Thấy không? Ngồi ngay chỗ có cái hoa đó đó. Đẹp tính vô. Có con ếch nào không á chị Tư? Tao nói im để ta cặp. Chị tư duỗi cái chân dài dài ra tí xíu cho nó dài đẹp ra, chị đã đợi đó, đúng rồi đó, đúng rồi vậy nè, khắp ta tay để vậy đó, đúng rồi. Trời ơi, giống như mang tinh minh tinh màn hình led nữa. Anh chụp cho em là ngay đây nè, nó có cái vòng này. Rồi ngồi xuống được rồi.